của Duyên Trần. Câu thứ nhất là Đức Thầy là dân lệnh Đức Phật A Di Đà để nhận cái sứ mạng để làm chi? Tặng gìn nghiệp long, tặng cứu Duyên Trần, tặng xuống trong cái thời kỳ cùng cuối này có một bổn phận, có một trách nhiệm để bắt con xấu năm giò là đặng cứu cái bá tánh nhân dân trong cái thời kỳ cuối. Thầy nói là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sòn thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba có con nghiệt thú cướp mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, tái giao mới biết người hùng là ai, thì đến chừng đó sẽ biết Đức Thầy là ai hiểu gì. Thế câu thứ ba là nên ra đời dạy dỗ ăn cần, tức là Đức Thầy ra đời dạy đạo, đem cái giáo pháp từ bi để dạy hóa chúng sanh. Nhưng mà trong cái chỗ mà dạy hóa chúng sanh, chỗ đó Đức Thầy hết sức là ăn cần, hết sức là tỉ mỉ, từ căn gân tơ cả tóc Đức Thầy dạy hết sức là chu đáo về cách ăn mặc ngủ nghỉ, về cách thờ phượng, về cách mà đối đãi cư xử, đối đãi thừa truyền, trong cái việc mà Đức Thầy dạy hết sức là đầy đủ cho một cái hành giả có đủ hành trang để bước về cõi Phật. Thì đó là nên ra đời dạy dỗ ăn cần, phiên bá tánh dạng dân giải thoát, phiên chúng sanh là cõi này là cõi khổ rồi, nên cố gắng con tu tập đi. Bá tánh dạng dân chỉ chung cho nhân loại chúng sanh thì hãy cố gắng lo hành đạo đi, cố gắng lo ăn chay niệm Phật đi. Thì nếu mà không nắm bắt cái thì không liệu chừng lúc này, không nắm bắt cơ hội này, không nắm lấy cơ hội này thì bá tánh ăn năn đã muộn, thì lúc sau cùng sẽ bị ông năm chèo sẽ nuốt. Còn nếu mà liệu lấy này rồi xong thì sẽ được bước lên lưng của ông năm chèo mà phi thăng về cõi Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tú xin kính chào tất cả quý Phật cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa cô Sáu đại diện cho đạo tràng, kính thưa chú Lợi như là Nguyễn Tấn đại diện cho chú giải trong lớp học, kính thưa quý huynh đệ tu sinh cùng tất cả quý Phật cô bác anh chị em đồng đạo kính mến. Thì kính thưa chú quý vị, thì cũng tiếp theo chương trình giải đáp bốn câu giảng trong cái chương trình tu học, thì đại tú cũng như các huynh đệ vừa qua thì cũng có bốc được bốn câu giảng ở trong cái quyển tư, tức là quyển Giác Mê Tâm Kệ mà Đức Thầy viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939, dài 846 câu, là khởi đầu bằng câu là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, và chấm dứt bảy câu là chúc cho bá tánh vạn nhân giải thoát. Thì trong quyển tư này thì Đức Thầy viết cái thể văn là Thắc Ngôn Trường Thiên, tức là thể văn ngang bảy chữ mà dài gọi là Thắc Ngôn, mà dài gọi là Trường Thiên ha. Thì kính thưa quý vị, thì trong cái chương trình tu học đó, thì nếu mà chúng ta đó tu mà không học á thì giống như là tu mù, mà học mà không tu đó thì sẽ đi lầm đường lạc lối. Thì kính thưa quý vị, thì ngày xưa từng bảo đó là ngọc bắt cát bắt thành khí, nhân bắt học bắt chi lý, hoặc giả là nhân bắt học bắt chi đạo, tức là ngọc á nếu mà không được mài dũa đó thì ngọc á sẽ không thành nên cái khí giới, hoặc giả là không thành nên cái sản phẩm để mình sử dụng. Còn nhân bắt học đó, tức là chỉ cho con người chúng ta đó, nếu mà không có học đó thì không có chi ra được cái lý đạo, không hiểu được cái nghĩa lý của thế gian đó. Thì cho nên là con người mình chúng ta, khi mà chúng ta phát tâm tu hành đó, thì chúng ta phải sao cái gì, tức là phải tu và phải học. Vì cái hai cái mà tu học đó là nó không thể nào mà thiếu cho một hành giả để đăng trình xuất nơi lạc quốc. Chúng ta phải có cái kiến giải về đạo lý, để chúng ta có một cái lề lối, có một cái đường hướng tu tập để cho nó có một cái sự mà rõ ràng, để chúng ta đi nó vững chắc hơn hiểu gì. Thì kính thưa quý vị, thì để chương trình trả bài bốn câu
giảng thì đệ tú đầu tiên sẽ định nghĩa từ ngữ, sau đó sẽ lược giải, cuối cùng sẽ tóm ý. Thì mời chúng ta cùng theo dõi ha. Thầy kính thưa chú gì, thì muốn cô giảng là ta chịu lệnh Tây Phương Thọ Ký, dình nghiệp long đặng cứu dương trần, nên ra đời dạy dỗ ân cần khuyên bá tánh, dạng văn liệu lấy. Thì lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu bốn câu giảng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm câu giảng, hiểu câu giảng trước, tức là ta chịu lệnh Tây Phương Thọ Ký. Thì kính thưa quý vị, ta tức là chỉ cho đức thầy. Đức thầy có một cái sứ mạng thiêng liêng là phải xuống quá độ chúng sanh để cứu vớt chúng sanh khỏi nơi cái chỗ mà lầm than khổ hải này. Cho nên là ta là chỉ cho đức thầy mà chịu lệnh, tức là dân lệnh cái gì, chịu lệnh tức là dân lệnh, mà dân lệnh ai đây, tức là Tây Phương. Tây Phương, Tây là Tây Phương gọi là hướng Tây, mà hướng Tây ở đây đó thì có một cái câu chuyện thời Đức Phật đó còn tại thế đó, ở nơi vườn cấp cô độc á, tịnh xá kỳ viên, Đức Phật thiết cái pháp môn về thiết về cái kinh Tịnh Độ đó, kinh A Di Đà đó. Thì Đức Phật kêu thầy Xá Lợi Phất này, Xá Lợi Phất cách đây về hướng Tây cách 10 muôn ức cõi Phật đó, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Nơi đó có một vị giáo chủ gọi là Đức Phật, gọi là Phật A Di Đà. Nơi đó thì có đầy đủ những sự mà quý báu an lạc tự tại. Con người sống ở đó đó thì sống thì không cần phải lo làm lụng gì hết, chỉ tới cái giờ ăn là chúng ta thọ thực thôi. Thầy nói là cụ y thực muốn chi đủ thứ đó, không nhọc nhằn lo cuộc sinh nhai, chí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, thoát quả khổ muôn khổ bát đắc đó. Thì ở nơi cái cõi đó đó rất là an lạc tự tại. Cho nên là tất cả những vật báu đều kết bằng bảy báo nha, tức là lưu ly vàng bạc, lưu ly pha lê xà cừ xích châu ma đảo, toàn là những vật trang quý không héo gì. Vì còn nơi đó là nó có cái gì ao bát công đức, tức là bát công đức là chừng thanh thanh lãnh cao mỹ nhuận trạch an ổn rồi, hòa nhã nuôi dưỡng các căn. Thì tất cả các sự quý báu đó đó nó kết tập lại gọi là Cực Lạc. Cho nên là ở đó tất cả những sự vui sướng đó gọi là Cực Lạc. Cho nên là ở đây Tây Phương là chỉ cho Cực Lạc, mà Tây Phương ở đây chỉ cho Đức Phật A Di Đà, tức là giáo chủ của cõi Tây Phương. Thì ta chịu lệnh Tây Phương tức là chịu lệnh Đức Phật A Di Đà. Thì chịu lệnh Đức Phật A Di Đà làm gì? Thọ ký. Thọ Thọ ký tức là trong cái thời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài có ứng chứng và thọ ký cho tất cả những đệ tử thành Phật. Thì trong đó thì Đức Phật có thọ ký rất là nhiều đệ tử, thì trong đó có Đức Phật A Di Phật Di Lặc nè, rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, rồi dài dài rất là nhiều. Thì thọ ký tức là chữ thọ, cái chỗ mà thọ ký đây đó thì ta chịu lệnh Tây Phương Thọ Ký, tức là Đức Thầy chịu cái lệnh của Đức Phật Thích Ca, Thích Đức Phật Tổ A Di Đà để nhận cái lệnh để xuống nhân trần để cứu độ chúng sanh. Mà Đức Thầy có viết trong cái sấm giảng đó, thì nói là muốn tu tỉnh nay đã gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Thì Đức Thầy dâng lệnh của Đức Phật Tổ A Di Đà để xuống quá độ chúng sanh. Thì thọ ký tức là ký thác bổn phận trách nhiệm, giống như là sứ mạng vậy đó. Thọ ký giống như là một cái sứ mạng của Đức Thầy, để có cái trách nhiệm, có cái bổn phận, có một cái để đi xuống để cứu độ chúng sanh trong thời kỳ hạ quân Phật pháp này đó. Thì cái đầu cái câu giảng trên chúng ta hiểu như vậy ha. Tiếp tục thì câu thứ hai, tức là dình nghiệt long đặng cứu dương trần. Dình dình cái nghĩa dình cũng như là giữ vậy quý vị, giống như đệ tú gửi cho huynh hậu dình dình giùm cái điện thoại, tức là giữ giùm điện thoại đó, hay là dình giùm cho cái cuốn sách này, khi nào có thời gian thì đệ tú sẽ lại lấy, tức là gìn giữ. Và gìn cuốn sách thì gìn cái nghĩa chữ gìn giống như chữ giữ rồi,
Dình Nghiệt Long. Nghiệt Long tức là con rồng hung dữ quý vị, con rồng hung dữ. Nghiệt Long là cái nghĩa của nó là con rồng hung dữ, con rồng mà có nghĩa là con rồng hung ác cũng được, nhưng mà ở đây có nghĩa là con rồng hung dữ. Thì Nghiệt Long này đó, vào thời Đức Phật Thích Ca đó, thì có cái câu chuyện là khi mà Đức Phật Thích Ca đi du quá đó, tới cái nơi mà của ông Ca Diếp đó, thì ông muốn nghỉ chân trong cái hang động, thì ngài Ca Diếp bảo là Đức Phật ơi, Đức Thế Tôn, ở trong cái hang động đó có một con rồng rất là hung dữ, yêu cầu mà nó gặp người ta là nó không lửa đó. Đức Phật nói không sao Ca Diếp, ta đã có cách, ta đã có cái biện pháp để hàng phục con long ác kiệt đó. Thì Đức Phật mới đi tới, thì con rồng nó mới trường ra, nó phun lửa. Đức Phật mới dùng thần thông đốt lửa tam muội cháy cả hang động. Đức Phật thâu phục con long hung dữ đó, con rồng hung dữ đó vào trong mình bác. Đức Phật thuyết pháp để hóa độ con rồng đó luôn đó. Rồi tới câu chuyện thứ hai, tức là thời Đức Lục Tổ Huệ Năng. Thời Đức Lục Tổ Huệ Năng thì trong cái lúc mà Đức Lục Tổ Huệ Năng đang ở là Bửu Lâm Tự, thì ở trước cửa Bửu Lâm Tự đó có một cái hồ rất là lớn. Dưới đáy hồ có một con rồng mà có thần thông nha. Con rồng này nó biến lớn được, biến nhỏ được. Nó có một hôm nó biến lên rất là lớn, nó bay lên trên bầu trời, nó làm cho bầu trời tối mịt, mưa gió âm u, rồi nó làm cây đổ, rồi sấm chớp dữ lắm luôn. Các đồ chúng ở trong chùa rất là kinh sợ. Đức Lục Tổ Huệ Năng thấy như vậy, cho nên là Đức Lục Tổ Huệ Năng mới bước ra. Đức Lục Tổ Huệ Năng mới nói là con long ác ngày kia, nhà ngươi có phép thần thông, có thể là biến nhỏ được, có thể biến lớn được, thì ngay hiện tại nay ngươi có thể là biến nhỏ lại cho lão tăng ta thấy được không? Thì con rồng mới lặn xuống dưới hồ một chút, lát sau nổi lên, thì anh nhảy ra cái miệng hồ, tức là biến thành lại con rồng rất là nhỏ. Thì Đức Lục Tổ mới thách cái này rồng kia, nhà ngươi có thể nào nhảy vào bình bát của lão tăng ta sang? Thì lúc này con rồng mới nhảy vào bình bát của Đức Lục Tổ. Thì chú rồng hãy nghĩ như thế này, nói là ta biến lớn được, biến nhỏ được, thì xá gì cái bình bát, ta nhảy vô bình bát thì ta biến lớn lên thì bình bát nó sẽ bể ra, thì ta cũng được giải thoát rồi, ta được đi chứ đâu có gì đâu mà sợ. Không nhảy vô bình bát. Thì khi mà nhảy vô bình bát rồi, Đức Lục Tổ Huệ Năng mới đậy cái nắp bình bát lại. Rồng không có làm ăn gì được, không có biến quá gì được. Cho nên là Đức Lục Tổ Huệ Năng mới thuyết pháp độ cho con rồng luôn. Thì con rồng lột xác, bỏ xác để đi. Thì cái xác đó sau này ở nơi chùa Bửu Lâm còn lưu lại. Cái xác con rồng còn bộ xương dài bẻ tắt thì đã trong tháp. Thì thời kỳ chiến tranh ở Trung Quốc đó thì bị lưu lạc ở đâu thì không biết, nhưng mà câu chuyện nói lên trang chỗ là Đức Lục Tổ thâu phục con long ác nghiệt để hóa độ cho con long trở thành giải thoát cái kiếp rồng tiến hóa lên. Thì kính thưa chú vị, hai câu chuyện vừa qua đó chúng ta đã nhận định được là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Lục Tổ thâu phục con long ác nghiệt như thế nào. Thì còn cái thời này Đức Thầy ra đời thì Đức Thầy cũng thâu phục con long ác nghiệt. Nhưng mà trước khi chúng ta kể cái câu chuyện mà Đức Thầy thâu phục con long ác nghiệt, thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái lịch sử của con long ác nghiệt ha. Thì kính thưa quý vị, vào cái thời mà Đức Phật Thầy Tây An đó còn trụ thế đó, một hôm Đức Phật Thầy Tây An mới kêu ông Đình Tây là hôm nay đó ông hãy đi xuống dùng láng, có một việc đang cần ông giúp đỡ, ông hãy đi xuống đó đi. Thì ông Đức Phật Thầy Tây An đó, ông cũng nghe lời Đức Phật Thầy Tây An, ông Đình Tây đó cũng nghe lời Đức Phật Thầy Tây An mà đi xuống dùng láng.
Thì đi xuống dùng láng đó, thì đang đi thì bỗng nghe một tiếng của người phụ nữ kêu. Thì ông mới lại, ông lại thì ông thấy là vợ của anh Sinh đang chuyển bụng xanh đó. Thì lúc này đó ông mới nhìn thấy xung quanh nhà đó, thì ông mới đóng cái giường lại, và ông chụm lửa bắt nước sôi lên, và ông chạy đi kêu mụ đó. Thì ông chạy kêu mụ về, thì mụ và ông đó thì tiếp chị vợ của anh Sinh sanh. Thì trong khi mà sanh vừa gần xong đó, thì sau sanh xong đó thì bắt đầu anh Sinh đi bắt cá bắt rùa mới về. Thì khi mà về tới đó, anh rất là mừng vì vợ mình sanh mà có người giúp đỡ như thế này, anh rất là mừng. Thì ông đình tay á, ông mới nhìn vào trong cái giỏ của ông của anh Sinh đó, anh mới thấy trong cái giỏ có một con sấu mà rất là ngộ. Con sấu này cái lỗ mũi nó đỏ mà nó tới đây nó năm cái giỏ lại, nó khác thường hơn người ta vậy đó. Cho nên là ông có ngỏ ý là ông mua. Nhưng mà anh Sinh anh ấy là cái ơn á, mà vừa qua anh đã giúp cho gia đình tôi đó, là tôi chưa định ba đền báo ơn nữa, mà ngày hôm nay là tôi lại bán con sấu này cho anh thì nó không phải. Thôi tôi xin biếu biếu tặng cho anh, biếu tặng cho ông Đình Tây một con sấu lụa mũi đỏ mà có 5 cái giò đó. Thì khi ông Đình Tây ông đem về tới tới Định Thế Sơn rồi đó, thì đem về đó đó, thì Đức Phật Thầy Tây An đó mới la nấy con cái ông nhìn là ông biết là con sấu này là nó sẽ sau này sẽ hại người. Cho nên Đức Phật Thầy Tây An mới này nói là ông Đình Tây à, ông hãy đem giết con sấu này đi, nếu ông để đó sau này nó sẽ quấy nhiễu dân chúng rất là nhiều, không nên để nó lại đó. Ông Đình Tây ông không nghe, ông đem ông giấu, ông về ông nuôi, quý vị ơi, nuôi 3 năm con sấu nó lớn khủng khiếp, nó lớn mau cấp lệnh luôn. Thì ông Đình Tây ông sợ sợ nó xúc chuồng phá nhiễu người ta đó, ông mới xiềng nó lại, lấy dây xích cái cổ lại, và hàng rào đâu ông đóng đâu đó nó cứng cáp ha. Không ngờ một đêm đó trời giông to gió lớn không biết sao, cái hàng rào thì nó sập xuống mà còn miếng xích thì nó đứt đâu mất tiêu. Sáng ra ông đi tìm vòng vòng không thấy, chỉ dở lên còn miếng xích thì nó mất tiêu rồi, con sấu năm giò nó đã đi xuất chuồng đi rồi. Lúc này ông sợ quá sợ, ông mới qua ông báo cho Đức Phật Thầy Tây An có gì. Thì qua báo cho Đức Phật Thầy An thì Đức Phật Thầy An nói rồi cái này là không nên rồi, thì thôi bây giờ là tôi cho ông 4 món đồ để ông đi xuống dùng láng để ông bắt nó mới được, để nó phá hiệu nhiễu chân lành. Đức Phật Thầy Tây An mới đưa cho ông Đình Tây á là 4 món đồ. Một á là cái mung, hai á là cái lưỡi câu, ba là cọng dây ngũ sắc, cọng dây ngũ sắc, bốn á là cây lao. Thì 4 cái món đồ này đó để cho ông đi xuống dùng láng để bắt bắt con sấu năm giò, tức là bắt con năm chèo. Thì khi mà ông Đình Tây đi xuống dùng láng đó khoảng 15 ngày, ông xuống khoảng 15 ngày thì ông không thấy con cá sấu năm giò đâu. Nhưng mà ông có nghe là dân làng có đồn là trước đó thì nó có trườn lên trên bờ đó, nó bắt gà bắt heo nó ăn đó. Nhưng mà khi mà có cái mặt của có mặt của ông Đình Tây xuống rồi đó thì nó không có trồi lên nữa. Ông Đình Tây ông mới chờ trong khoảng 15 ngày đó, ông chờ mòn mỏi rồi, ông mới đứng lên ông nói như thế này: ông nay nay bớ xấu thần, nếu như nhà ngươi xấu đã hết thì hãy trường lên đây để cho ta bắt về, còn nếu như ngươi số ngươi chưa tặng thì ngươi hãy tìm chỗ nào ẩn nấp, chớ nên quấy nhiễu dân lành, phá hại người dân đó. Còn nếu không á, thì ta sẽ không không tha cho nhà ngươi đó. Thì khi mà ông Đình Tây ông nói vậy xong đó quý vị, thì ông Đình Tây ông chờ thêm 2-3 ngày nữa thì không thấy con sấu năm giò đâu, thì ông Đình Tây ông mới trở về. Thì kính thưa quý vị, thì từ lúc mà ông Đình Tây xuống để đi bắt con sấu năm giò đó, thì bật vô âm tín, về sau là không không biết là ông năm chèo nằm ở đâu nữa đó.
Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ông Năm Chèo coi ông nằm ở đâu ha quý vị. Cái này nó mới là chuyện này nó mới lý thú nè. Nó mới hấp dẫn chỗ này nè. Đó. Thì kính thưa quý vị, trải một thời gian rất là dài sau thời kỳ Đức Phật Thầy Đang thì tới Đức Phật Trùm, tới ông Sư Giải, tới Đức Bổn Sư, tới ông Sư Giải, rồi tới Đức Thầy chúng ta, thì mãi trải dài cũng khá là lâu, cũng mấy chục năm đó, từ khoảng năm 1900 là 1856 cho tới 1919, thì cũng trọn vẹn là cũng đâu cũng 60 60 mấy năm. Thì sau khi Đức Thầy ra đời đó quý vị, thì một hôm á, cái câu chuyện này là do bà Út có thuật lại. Một hôm Đức thấy lúc mà Đức Thầy còn ở Tổ Đình đó, một hôm Đức Đức Thầy mới đi qua nhà của ông Út, bà Út, đi qua nhà Út bà Út chơi. Thì lúc này á, Đức Thầy mới nói với ông Út bà Út là: "Ông Út bà Út à, có một thời gian tôi sẽ vắng mặt tín đồ tôi một thời gian khá dài, không ai biết tôi ở đâu mà tìm. Ấy cũng là một cơn thử thách cho tín đồ tôi." Rồi Đức Thầy mới nói thêm là lần trước á, là tôi đến cho họ bắt tôi, lần trước họ đến bắt tôi không cho họ bắt, nhưng lần sau họ đến, nhưng lần lần thứ hai là tôi đến cho họ bắt tôi, nhưng mà tôi dùng phá thân cho họ bắt tôi nghe hút bà út. Là tín đồ tôi á, khi khi mà họ bắt tôi đi rồi đó, tín đồ tôi rất là buồn tủi, rất là buồn tủi. Thì từ đó là tôi mới sai dán tín đồ tôi luôn. Ông út mới hỏi á, là vậy là vậy chừng nào thầy về thầy? Ê, dạ thầy, vậy là thầy về không thầy? Đức thầy mới nói là về chứ, nhưng mà tôi nói cho ông út và bà út nghe nha, tôi về trong khoảng một thời gian ngắn để tôi xử lý một số công chuyện rồi tôi đi nữa. Nhưng mà tôi nói cho ông út bà út nghe, lúc mà tôi đi đó thì ở nhà có các chư thần ghi chép sổ sách, những người nào mà phạm giới, những người nào mà không giữ gìn giới luật, những người nào hung ác, những người lương hiền, những người mà không tu hành đó, thì sẽ được các chư thần sẽ ghi chép lại hết. Tới chừng mà tôi trở về đó thì các chư thần đưa sổ cho tôi coi đó, cuốn nào cuốn nấy nó dày cộm như gì nè. Thì lúc đó tôi coi xong tôi sẽ niêm yếp lại, niêm yếp lại. Thì từ đó về sau không còn ai mà gọi là cải hối ăn năn hay là sám hối gì được nữa chứ. Thì tôi sẽ kết sổ ngay ngay lúc đó. Thì Đức Thầy nói là từ đó về sau tôi sẽ vắng tín đồ tôi trong khoảng thời gian là 7 ngày. Vắng trong thời gian 7 ngày. Còn ông Út mới hỏi đó là như vậy là thầy về sao mau quá vậy? Thầy về sao mau quá vậy? Đó. Thì Đức Thầy lúc này mới trâu đôi mày, vẻ mặt buồn và trâu đôi mày lại. Đức Thầy mới nói là vì trong khoảng thời gian đó là thời gian của ông Năm Chèo nổi dậy để sát phạt những chúng sanh mà hung ác đó. Thì Đức Thầy nói nếu mà ông ở lại, Đức Thầy ở lại đó thì không khỏi động lòng, còn nếu mà ra tay bắt nó sớm đó thì có tội với thiên đình, cho nên là Đức Thầy phải vắng mặt. Thì Đức Thầy nói tiếp đó, anh này ông Út và bà Út nhớ nè, không phải là con sấu năm giò đó nổi lên nuốt các nước mình không, mà nó mà ông còn nuốt các nước khác nữa, tức là nuốt tất cả những các nước luôn. Những người nào mà tu hiền đó đứng coi chứ không có bị sao hết trơn, như tu hành như bà Út đây á, thì đứng coi thôi chứ nó không có làm hại gì đâu. Còn những người hung ác đó được chư thần nắm nắm đầu lôi lại là cho nó ăn đó, cho nó nuốt. Tới chừng mà nó nuốt mà hết nổi rồi ha, thì nó sẽ cắn gãy bỏ, cắn gãy bỏ. Ai muốn
vớt xác thì xuống chợ mới mà vớt. Thầy nói gì, ai muốn vớt xác thì xuống chợ mới mà vớt xác. Thì trong lúc đó thì 18 nước mới kết tập những súng ống, máy bay, tàu chiến, rồi bom to, rồi tất cả những các cái để giết ông Năm Chèo, để bắn ông Năm Chèo, nhưng mà không làm sao mà sát hại ông được. Tại vì những thế giới khi mà bắt đầu mà bắn thì ông Năm Chèo đã dùng cái thần thông của ông là ông phun lửa tất cả các máy bay, tàu chiến gì đều cháy hết. Chẳng những vậy thôi mà ông còn bay lên cả bầu trời để ông phun lửa đỏ trời, làm cho 18 nước phải kinh sợ. Lúc này các 18 nước mới hội ý với nhau coi tính làm sao để giết, để diệt trừ cái con xấu hung bạo này. Thì tất cả các nước thì đều phải bó tay, không có cách nào để mà giết ông Năm Chèo được. Cuối cùng ông mới các nước mới hội ý lại, cuối cùng là đặt bàn cầu Phật, đặt bàn cầu trời Phật để có một vị mà cao nhân, một vị đức trọng tài cao để ra tay trị nó mới được, chứ nếu mà để nó vậy là cả các nước cũng đều phải chết, các nước cũng đều phải chết. Thì lúc này đó cầu trời Phật sao không biết, nhưng mà lúc này Đức Thầy mới từ ở đâu, Đức Thầy đi trên mặt nước đi về. Đức Thầy nói với Út là lúc đó là tôi từ trên mặt nước tôi đi về. Thì đi trên mặt nước đi về thì Đức Thầy mới hỏi là các 18 nước là hỏi như thế này, hỏi sao mấy ông còn có cách nào để trị nó nữa không. Thì lúc này là 18 nước mới nói là thưa ngài, chúng tôi đã không còn cách nào để trị nó nữa. Thì lúc này Đức Thầy mới nói là nếu như các ông không còn cách nào để trị nó thì mời mấy ông đứng vào một bên để tôi bắt nó cho đó. Thì kính thưa quý vị, thì từ khi mà Đức Thầy trở về thì ông Năm Chèo ổn lặng mất tiêu, không còn thấy bóng dáng nào đâu. Đức Thầy mới dùng thần thông kêu lên một tiếng, thì lúc này ông Năm Chèo ổng mới nổi lên. Lúc này từ thân hình to lớn ông đã biến quá nhỏ lại, và lúc này không phải là con sấu năm giò nữa mà là một con long mã. Thì con long mã này bắt đầu chạy lại trước mặt của Đức Thầy, quỳ hai chân trước xuống và đảnh lễ Đức Thầy. Lúc này Đức Thầy mới bước leo lên lưng của con long mã này. Ban đầu á thì trong chuyện nói ban đầu á thì chạy trên mặt đất, thì lúc sau đó thì chạy trên mặt nước, và một hồi nữa đó thì chạy trên hư không như chạy trên đất liền vậy đó. Đó thì kính thưa quý vị, bộ chuyện nói lên cái chỗ là Đức Thầy thâu phục ông sáu Năm Chèo, cũng gọi là thâu phục con long ác nghiệt. Thì ở đây đó Đức Thầy mới nói là dình nghiệt long đặng cứu dương trần. Thì trong khoảng thời gian đó là thời kỳ chúng sanh đang chịu trả quả, thì đúng lúc đúng thời cơ Đức Thầy xuống để thâu phục con long ác nghiệt để cứu chúng sanh trong thời buổi mà chúng sanh đang trả nghiệp đó, cứu trong khoảng thời gian đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thì định nghĩa hai chữ dương trần đó, đặng cứu dương trần, tức là dương là cõi dương đối với âm, tức là âm tức là chỉ cho âm cảnh, mà dương là chỉ cho dương gian. Dương gian như là dương trần. Trần này là nếu mà phân tách ra thì chữ trần đó là bụi, trần là bụi. Dương trần thì tức là chỉ là dương gian, là dương thế hay là cõi thế hay là trần dương, thì có mình chỉ chung á là chữ dương trần là chỉ cho cõi ta bà chúng ta, chỉ chung là cõi dương gian, tức là cõi chúng sanh, cõi mà ta bà chúng ta đang ở. Dình nhiệt long đặng cứu dương trần, tức là cứu tất cả chúng sanh trong cái quả địa cầu này đó, là chỉ cho cứu dương trần. Đó. Tiếp theo câu thứ ba, nên ra đời dạy dỗ ăn cần. Nên ra đời dạy dỗ. Chúng ta sẽ tìm chữ dạy dỗ.
nên ra đời, tức là chỉ cho Đức Thầy ra quá độ chúng sanh, là nên ra đời, là chúng ta Thầy thị hiện ở cõi chúng sanh để ra cơ giáo hóa, gọi là nên ra đời. Mà giáo hóa là phải dạy, dạy bằng cách nào? Đức Thầy dùng tam độ viết dư của gì? Một là viết pháp độ đời, hai là chữa bệnh độ đời, ba là viết sấm giảng độ đời. Một là thuyết pháp, hai là trị bệnh, ba là viết sấm giảng. Thì dạy đó, dạy dỗ, thì cái nghĩa mà dạy dỗ đây đó thì giống như là để chỉ dạy chúng sanh, giống như là trở lại cái con đường mà chân chánh, để chúng sanh không có bị mà lầm than mê muội ở cõi ta bà này, kéo chúng sanh trở về con đường mà chân chánh để tu tập, dạy dỗ. Mà cho ăn cần, ăn cần tức là dạy dỗ nhưng mà phải ăn cần. Thì ở đây chúng ta có thể là lấy ví dụ giống như con chúng ta đi học, thì chúng ta có thể là dạy dỗ là trước khi mà nó đi học, chúng ta sẽ nói là con ơi, đi học chăm ngoan nghe, hay là đi ra đường chạy xe nhớ chạy vô lề, chạy cẩn thận. Thì đó là vừa dạy dỗ mà vừa ăn cần nhắc nhở. Thì ở đây mình có thể là cú sấm giảng giáo lý của Đức Thầy gọi là dạy dỗ, nhưng cái chỗ ăn cần mình có thể nói thêm nhân chỗ mà trong quyển Tôn Chỉ Hành Đạo đó, Đức Thầy dạy rất là ăn cần. Thầy nói là giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chứ tu vương tròn. Thì chỗ ăn cần này đó, Đức Thầy hết sức là tỉ mỉ, hết sức là chu đáo gì ơi. Đức Thầy dạy chúng ta từ găng tơ kẻ tóc, từ bước đi, từ ăn nói, từ cách đối đãi cư xử, từ cách hành đạo, từ cách mà nhỏ nhất Đức Thầy đều dạy. Chúng ta sơ lược qua cái cuốn Tôn Chỉ ha. Đầu tiên Đức Thầy nhắn nhủ cho chúng ta biết là trong khoảng thời gian 5 năm Đức Thầy xa cách đó, thì có số người hành đạo đúng, có người số hành đạo sai đó. Nếu mà hành đạo đúng thì không nói chi, mà số hành đạo sai đó thì uổng công trình của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng đạo Phật và đã diệu giác phường sanh và tầm đường giải thoát. Thì Đức Thầy mới nói lên trong khoảng thời năm, thì 5 năm trường đó, Đức Thầy mới nói là tất cả bổn đạo chúng ta hãy coi theo cái cuốn Tôn Chỉ này nè, để đi theo, để chúng ta có một cái đường lối tu tập nó rất là sáng suốt. Chỗ này chỗ ăn cần là cái gì? Thì Đức Thầy mới phân định ra là đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng đó, một là xuất gia, hai là hạng tại gia. Thì mình sẽ căn theo đó để mình đi, mình là nằm ở hạng nào để mình biết đường mà mình hành đạo ha. Thì nếu mà mình là người tại gia cư sĩ thì đầu tiên mình sẽ báo đáp thứ ăn nè, báo đáp thứ ăn, rồi mình sẽ làm lần lên đường thập ác đó, rồi mình sẽ đi trên con đường bát chánh đó. Thì ngoài vấn đề đó thì trong cái cuộc sống chúng ta đó, thì chúng ta cần phải hiểu biết như thế này, cái việc mà tu tập hành đạo là một đẻ, mà cái việc trong cuộc sống của mình đó là cái việc mà đối đãi cư xử. Thì tu nhân sự kỷ đó, trong cái lúc mà chúng ta đang hành đạo đó, thì cái phần sau là cách thờ phượng hành lễ của một bổn đạo, của một tín đồ Phật giáo hảo. Thì thầy dạy rất là kỹ càng cái gì, thờ phượng như thế nào để chúng ta trở lại tư tưởng ở bên trong, không có sự hào nhoáng đó. Bởi đầu thầy nói tiếp vô bên trong nữa là thầy dạy tang lễ, rồi thầy dạy sao nữa, dạy cưới hỏi, tức là lập gia đình cho con thì cha mẹ phải chọn lựa như thế nào đó, rồi không nên ép uổng con mình sao, rồi vô cái cách mà đối đãi cư xử trong mà đối đãi các chùa chiền tăng sư nè, thì đối đãi như tôn giáo bạn nè, rồi đối đãi với nhân sanh nè đó, rồi lần vô hoài tới thì thầy dạy cách tập thể dục nè, rồi ăn uống nè đó, rất là nhiều vân vân, dạy dài 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 tới nữa. Thì
Ăn cơm thì mình phải cúng của quyền tổ nè, cha mẹ rồi đi xa nhà nè, mình phải sao hướng về hướng tây để nguyện rồi sáu bốn hướng nè đó, rồi rồi vô là tám điều ăn cấm. Dạy chúng ta là phải là ăn cần ở kiệm để mà nói tu nè, ăn cấm thứ gì đó. Thứ ba thì chúng ta là ăn xài phung phí, thì điều thứ nhất là phải giữ tam căn ngũ thường, chẳng theo đàng điếm đó. Nói chung là nguyên một quá trình trong tu chỉ hành đạo, Đức Thầy rất là ân cần dạy dỗ, rất là nhắc nhở chúng ta trong cái con đường mà hành đạo rất là ân cần. Thì nên ra đời dạy dỗ ân cần. Dạy dỗ là chỉ cho sấm giảng, năm nguyễn và thi văn, nhưng mà đại tú nghĩ trên chỗ ân cần là nhắc chỉ cái giáo lý tổng quan á, chỗ nào thì cũng ân cần hết nha, nhưng mà phân tách ra thì đại tú thấy trên chỗ nguyễn sáu thì rất là ân cần nhắc nhở nó trên chỗ nguyễn sáu thì nó phổ thông hơn. Năm quyển trước cũng có nhưng mà nó đổ đổ, nó không có tập trung. Còn bên thi văn thì cũng vậy, nhưng mà ở đây quyển 6 thì nó phổ thông hơn, nó chỉ thẳng hơn em chỗ mà ăn cần. Thì đại tú thấy như vậy ha. Thì lên cho đời dạy dỗ ăn cần là đem giáo lý thầy đem giáo lý ra để chỉ dạy tất cả những đường tơ kẻ tóc, những cái mà chúng ta đang mắc phải, chúng ta cần nên đi theo cái con đường mà Đức Thầy vạch đó. Thì Đức Thầy chỉ rất là rõ ràng, rất là rành mạch, chúng ta đi nó không có bị xa lạc. Thì Thầy dạy dỗ rất là ăn cần chỗ đó ha. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu là phiên bá tánh dạng văn liệu đấy. Phiên tức là một cái từ gọi là nhắn nhủ để phiên bảo, nói là thôi cõi thế này là giả tạm lắm, hay là cõi cực lạc nó lắm điều thanh nhã, thôi hãy cố gắng làm sao để xa lắm cõi ta bà mà cầu sanh về cõi cực lạc, gọi là phiên. Hay là nó có một cái chỗ khác nữa là gọi là phiên, là thôi không 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 nên làm núm nữa, tại vì nếu mà làm núm thì cái thời buổi này mưa nhiều, núm sẽ dọt đi, nên trồng cái loại hoa màu nào đó. Ví dụ như mùa mưa thì chúng ta sẽ trồng bắp hay là trồng bí gì đó sẽ kháng được mùa mưa. Nếu mùa mưa mình trồng dưa hấu hay là trồng núm gì đó là nó không có ăn, gọi là phiên ha. Còn nói về cái đó là nói về sự của đời, còn nói về lý của đạo thì phiên thì thầy nói là phải cố gắng làm sao là chốn ta bà thì tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế, thầy phiên ha, là mau thức tỉnh tu thân kẻo chảy, đó là phiên. Trời quá buổi chinh chinh vừa xế là phiên, chờ lâu cũng lặng về tây, lúc bình hôm đèn chỉ soi đầy là tìm lại thẳng đi về cực lạc, đó là phiên. Nói gì đó phiên thì phiên phiên ai, tức là phiên bá tánh dạng văn là chỉ chung cho chúng sanh, bá tánh dạng văn là chỉ trong trong nhân loại chúng sanh ha. Liệu lấy từ liệu lấy này nè, tức là mình hãy liệu lấy cái thân mình, liệu lấy cái dạy dỗ này, liệu lấy cái ăn cần này, mà liệu lấy cái lời phiên này. Tại vì ở trên Đức Thầy đã dạch ra cuộc đời này nó là khổ đau rồi, chúng sanh trước sau gì cũng phải bị trả quả. Tại vì nếu mà chúng sanh sống thì phải tạo nhân, cuối cùng phải chịu sự quả khổ đau. Thì thầy mới ra đời để đưa giáo lý ra để dạy dỗ để chúng sanh nương theo để tu tập. Mà chúng sanh nếu mà không không nắm bắt cơ hội này, liệu lấy là nếu mà không nắm lấy cơ hội này, không liệu lượng cái lúc này, không nắm lấy cái khoảng thời gian mà nó quý hiếm này, thì e sẽ ăn năn sẽ muộn. Trong cái kiếp sống của mình đó, thì hiện tại bây giờ chúng ta có nhân duyên rất là sâu, thầy nói duyên lành gọi được cùng điên, chẳng qua kiếp trước hiện duyên hữu phần. Thì cái chỗ mà liệu lấy này thầy nói là có thân chẳng liệu lấy thân đó, tu theo lối cũ mau gần diêm vương. Thầy là thầy nói là làm không chọn thì uổng thân một kiếp, uổng thai một kiếp. Còn hai thì ông nói là
được thân người làm ai muôn thở. Chắc ngày xưa đã có đạo duyên lành hay á, ngày nay nếu biết tu hành thì ngày sau sẽ được trở thành Phật tiên. Trời một mặt thì sáng đầy thiên hạ, còn một cây đưa cả muôn người, tu là cổ phúc con ơi, cứu cha mẹ được mà độ mình cũng xong. Hay là con đắc đạo thì cứu an cha mẹ, mà cha mẹ thành thì độ kẻ qua chuông, mà vợ thành chồng cũng nên luôn, mà vợ thành chồng cũng qua cơn khổ sầu. Thì cái chỗ liệu lấy này đó, chúng ta phải liệu lấy thân mình và liệu lấy cái liệu trong cái khoảng thời gian này chúng ta sẽ nắm bắt cái cơ hội này chúng ta tu tập. Thì Đức Phật nói là nhân thân năng đắc kim dĩ đắc, Phật pháp năng văn kim dĩ văn, duyên lành năng ngộ kim dĩ dĩ ngộ, quốc độ năng sanh kim dĩ sanh. Tức là thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó nghe nay được nghe, duyên lành khó gặp nay được gặp, quốc độ khó sanh nay được sanh. Thì hôm nay chúng ta đã có bốn cái điều quý này: thân người đã được, Phật pháp đã nghe, duyên lành đã gặp, quốc độ đã khó sanh. Thì bốn cái quý này chúng ta nếu mà trân trọng, nếu nắm bắt được thì chúng ta sẽ được an dưỡng nơi cõi trời lạc quốc, chúng ta sẽ được an vui tự tại cho ngày mai. Thì kính thưa quý vị, bốn câu giảng để Tú trình bày vừa qua thì đã xong. Thì ta chịu lệnh Tây Phương Thổ Ký dình nghiệp long đẳng cứu duyên trần. Câu thứ nhất là Đức Thầy là dân lệnh Đức Phật A Di Đà để nhận cái sứ mạng để chi đặng dình nghiệp long đặng cứu duyên trần, đặng xuống trong cái thời kỳ cùng cuối này có một bổn phận, có một trách nhiệm để bắt con xấu năm giò là đặng cứu cái bá tánh vạn dân trong cái thời kỳ cuối. Thầy nói là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sòn thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba có con nghiệt thú cướp mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng bá gia mới biết người hùng là ai. Thì đến chừng đó sẽ biết Đức Thầy là ai hả quý vị. Cái câu thứ ba là nên ra đời dạy dỗ ăn cần, tức là Đức Thầy ra đời dạy đạo, đem cái giáo pháp từ bi để dạy quá chúng sanh. Nhưng mà trong cái chỗ mà dạy quá chúng sanh, chỗ đó Đức Thầy hết sức là ăn cần, hết sức là tỉ mỉ, từ căn gân tơ cả tóc Đức Thầy dạy hết sức là chu đáo về cách ăn mặc ngủ nghỉ, về cách thờ phượng, về cách mà đối đãi cư xử, đối đãi thừa truyền, trong cái việc mà Đức Thầy dạy hết sức là đầy đủ cho một cái hành giả có đủ hành trang để bước về cõi Phật. Thì đó là nên ra đời dạy dỗ ăn cần, phiên bá tánh dạng văn giải thoát, phiên chúng sanh là cõi này là cõi khổ rồi, nên cố gắng coi tu tập đi. Bá tánh dạng văn chỉ chung cho nhân loại chúng sanh thì hãy cố gắng lo hành đạo đi, cố gắng lo ăn chay niệm Phật đi. Thì nếu mà không nắm bắt cái thì không liệu chừng lúc này, không nắm bắt cơ hội này, không nắm lấy cơ hội này thì bá tánh ăn năn đã muộn, thì lúc sau cùng sẽ bị ông năm chèo sẽ đốt. Còn nếu mà liệu lấy này rồi xong thì sẽ được bước lên lưng của ông năm chèo mà phi thăng về cõi cực lạc. Thì đề tài đệ tú trình bày đến đây đã xong. Cảm ơn quý vị đã lắng đồng.